Bạch Thế Tôn, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà các đại Bồ Tát đã an trụ hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà các đại Bồ Tát đã an trụ hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, thánh đế khổ tập diệt đạo, mà các đại Bồ Tát đã an trụ hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, năm loại mắt, sáu phép thần thông mà các đại Bồ Tát đã tu hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni mà các đại Bồ Tát đã học hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà các đại Bồ Tát đã học hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà các đại Bồ Tát đã học hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, các pháp hoặc hữu sắc hoặc vô sắc, hoặc hữu kiến hoặc vô kiến, hoặc hữu đối hoặc vô đối, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi mà các đại Bồ Tát đã quán hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy con suy nghĩ nghĩa thú mà Phật đã dạy về quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là rất dễ tin, dễ hiểu, rất dễ chứng đắc. Các đại Bồ Tát đối với việc này chớ nên cho là khó tin, khó hiểu và khó chứng đắc.